Xin chào mừng toàn thể quý vị và bạn quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Trước màn chúng ta là bộ phối ghép hoàn hảo đến từ thương hiệu Tannoy, có model là Arden MK2 hay chúng ta vẫn thường gọi là Tannoy Arden Kiểu Vuông. Đây là một mẫu loa thực sự, để mà nói không phải là quá thì nó là một trong những mẫu loa bán rất chạy của Tannoy, vì hình thức của nó khá là lớn và đồ sộ, cho nên là những anh em nào phòng rộng thì cặp loa này nó sẽ khỏa lấp cho chúng ta cả về không gian âm nhạc cũng như là về không gian nội thất, bởi vì một cái kích thước khá là lớn với chiều cao lên tới là 1 mét, chiều rộng là hơn 60 và chiều sâu là khoảng gần 40 cm. Đó, và kích thước này thì chúng ta có thể chơi được phù hợp những căn phòng lên tới 4, 5, thậm chí là 60 mét, đều chơi rất là tốt cho cái mẫu loa này. Và bên em thì hiện tại đang có sẵn vài cặp hàng tuyển chọn, có mức giá từ 48 cho tới 52, hàng tuyệt đẹp là 52 triệu. Tuy nhiên mức giá trên để mọi người tham khảo, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp thì sẽ luôn có những mức giá tốt nhất, đảm bảo là rất là cạnh tranh so với thị trường. Hiện tại thì em đang ghép với lại một chiếc âm ly Lachman đến từ Nhật Bản, và âm ly này thì đang là âm ly chạy thuần bóng đèn điện tử, sử dụng 8 bóng đèn công suất L84, và chất lượng âm thanh thì kết hợp với lại loa Tannoy, thực sự là âm ly đèn kết hợp loa Tannoy nó hoàn hảo, không chỉ về chất âm mà cả về thức. Chúng ta có thể nhìn thấy một cặp loa có một cái nét cổ điển, thì một chiếc âm ly cũng có một cái kiểu dáng cổ điển rất là phù hợp với lại cặp loa này. Và chiếc âm ly này thì là âm ly thế hệ mới nhưng được làm hình thức theo nét truyền thống cổ điển của Lachman, với vỏ ốp gỗ xung quanh và các núm nút tinh chỉnh bằng cần gạt rất là đẹp. Và chiếc âm ly này thì cũng có mức giá đồng hạng với cặp loa là 52 triệu. Và đương nhiên là nếu như anh em mua thực tế sẽ có những mức giá tốt nhất. Xin mời mọi người liên hệ trực tiếp để em báo giá tốt nhất thị trường. Và nếu như mua trọn bộ thì sẽ có mức giá tốt hơn nữa. Đó, cho nên anh em cân đối cân nhắc. Nếu như đang tìm một chiếc âm ly để ghép cho cặp loa Tannoy Arden MK2 thì đây sẽ là một cái lựa chọn để chúng ta chơi rất là phù hợp trong tầm tiền. Và đừng quên gọi điện cho em theo số điện thoại 0978 263 263. Mời quý vị bạn qua trực tiếp Bao Audio tại 32 Vũ Phạm Hàm để nghe, để thưởng thức và để trải nghiệm âm thanh của bộ phối ghép này. Bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng đeo tai nghe để chúng ta cùng nhau cảm nhận nha. Oh, 这时光若没有
轻轻的风，以为是离别的歌，在月光中淹没了快乐。谁借口是不经意的经过，错过的人岂止是犯错。这条路若没有你，只有尽头，谁伴我落天长地久。如今头若没有你牵我的手，算不算安天长地久。
mây bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyệt lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết tình tôi. Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hồng, mới tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em. Trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em, lòng vẫn nhớ gọi thầm.